Sau hơn 3 ngày triển khai, đa phần người dân đều biết về việc bán xăng E5 thay cho xăng RON 92. Tôi là người thường xuyên chạy xe thì đa phần tôi biết về cái thông tin là đã tất cả xăng A5 này đã được tiến hành trên toàn quốc. Thì hiện tại là tôi ngày xưa là tôi chạy A92, bây giờ tôi chuyển sang A5. Thế hiện tại là xe cũng chạy ổn định, không có vấn đề gì, thế khỏe tốt. Trong thời gian đầu triển khai, nhiều người dân còn cảm thấy hoài nghi, thắc mắc về chất lượng khi sử dụng loại xăng mới này. Tuy nhiên, với những tài liệu cùng sự tuyên truyền đến từ những cửa hàng bán xăng dầu, người dân đã phần nào yên tâm và tin tưởng vào việc sử dụng xăng E5. Thế nhưng qua được bên chỗ xăng dầu Petrolimex nên là đã cung cấp cho những cái tài liệu để cho các nhân viên cửa hàng cũng như là toàn bộ cửa hàng học tập, thế và sẽ truyền đạt lại các cái ý kiến rồi phân tích ra cho khách hàng, nên là đến thời điểm này thì khách hàng cũng rất là an tâm. Việc thay thế và sử dụng xăng E5 mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các cam kết của chính phủ khi tham gia công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Sản phẩm xăng E5 sau khi được phân phối tại các điểm bán có giá thấp hơn so với xăng RON 92, giúp cho người dân tiếp xúc rộng rãi hơn với xăng E5.